Nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ, cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha. Video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tăng cái lực chiến để mà tăng cái định giá đội bóng của anh em lên, và cũng như là tăng cái chiến thuật đội của anh em lên ở tựa game Football Pro của VTC. Mình đá ở cái phần so tài này hay là ở những cái giải đấu chẳng hạn, mình mới thấy là nhiều anh em không biết nâng cấp và đội hình, dù cho là khá là nhiều những cái nhân vật kiểu phẩm nó cao này nhưng mà lại không biết nâng cấp, cộng nó không được ra gì ấy, nên là đá nó cũng thua mình anh em ạ. Chính vì thế là cái vấn đề về nâng cấp rất là quan trọng, và nhớ xem hết cái video này để mà anh em có được cái đội hình mạnh nhất có thể và chiến mọi cái đội hình của đối phương nha. Con rác của mình mới nạp vào đây có 25k để mà lấy cái quà lạp đầu thôi anh em. Đấy, mới lấy cái quà nạp đầu, ở đây nó có cái phần nạp ở chỗ quần què nào nhỉ? Cho anh em xem, không lại bảo là mình nạp đây. Đâu rồi? Nó có cái phần cho chúng ta xem cái số tiền mà anh em nạp nữa ở cái chỗ quần què nào ta. Đây, nạp được... đây, anh em có thấy là sub level 1, nạp 25k. Đấy. Đội hình của mình hiện tại thì đội hình chính đây với 201.000 lực chiến với cái phần gọi là sức mạnh đội hình. Đấy, và mình đang có được hai cái cầu thủ xịn sò anh em nhá. Hai cầu thủ xịn. Đấy, phẩm 91 trở lên thôi anh em. Hai cầu thủ phẩm 91. Một cầu thủ 88, một cầu thủ 89 này, 87. Nói chung là cái phần có đội hình ngon như này còn tùy vào cái nhân phẩm gacha của anh em ở trong cái phần trinh sát này nữa. Anh em hên thì anh em có thể là gacha ra rất nhiều những nhân vật xịn. Đấy, cái này còn tùy vào nhân phẩm nha. Và làm sao để chúng ta có được cái đội hình nó mạnh nhất? Ở phần đội hình chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào phần đội hình thôi. Và khi mà chúng ta vào cái phần đội hình này rồi thì chúng ta sẽ thấy được các cái cầu thủ của chúng ta ở từng cái vị trí khác nhau. Ở đây thì chúng ta có cái phần quà lạp đầu con game này khá là ngon, nếu mà anh em có thể là nạp được thì nạp vào đây cho mình để mà lấy một cái cầu thủ. Đây, một cái cầu thủ 3 sao với cái phẩm khá là cao anh em nhá. Anh em nên nạp gói quà lạp đầu để mà tăng cái sức mạnh. Đây là phần đầu tiên, nếu mà có thì nạp, còn không thì cũng không sao cả. Và cái phần thay người, anh em hãy để ý cái vị trí của những cái nhân vật. Anh em có thể thấy là ở phía dưới này nó có cái mối liên kết các cái cầu thủ với nhau em nhá. Đây, full của nó hiện tại đang là 3 cái mối liên kết. Đấy, 3 cái mối liên kết. Ví dụ ở đây thì mình đã có được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái cầu thủ có được full 3 cái liên kết. Với là nó đá với những cái nhân vật trong cái đội hình của anh em ấy thì nó sẽ kiểu như là nó quen thuộc ấy. Nên đá nó sẽ rất là hay và nó sẽ kích hoạt được cái duyên đó. Và anh em lưu ý là kích được cái duyên nó rất là lên được chiến rất cao. Và nó tăng cái sức mạnh của đội hình anh em rất nhiều. Anh em có thể để ý ở đây có cái phần đó là độ ăn ý của cầu thủ. Hiện tại thì mình đang có được 29 điểm ăn ý trên 33 điểm. Đấy, thì cái ăn ý này nó chính là cái chấm màu xanh ở phía dưới này này. Càng cao, càng nhiều, đội hình anh em càng mạnh và có cái lực chiến, có cái sức mạnh càng cao. Đấy, thì anh em lưu ý cho mình. Ở đây, anh em có thể thấy là các cái nhân vật của chúng ta thì nó sẽ có cái số sao và 7 cái sao là cao nhất của một cái cầu thủ hiện tại nha anh em. Những cái cầu thủ mà anh em gacha ra trùng thì nó sẽ có những cái mảnh để mà giúp anh em có thể là đột phá cái nhân vật lên sao. Nếu mà anh em gacha ra được trùng nhiều thì anh em có thể là sử dụng những cái cầu thủ đó để mà cho vào đội hình. Tại vì là sao càng cao thì nó còn ngon hơn cả những cái cầu thủ mà với cái phẩm cao mà lại không có sao nào. Nên là anh em có thể là xem xét cái việc cho những cái cầu thủ phẩm thấp và nhiều sao vào đội hình. Tuy thế thì cho vào nó cũng phải kích được cái duyên anh em nhé. Đội hình của anh em ví dụ gacha ra được một hoặc hai cái nhân vật phẩm từ 90-91 trở lên thì anh em sẽ lấy những cái nhân vật đó làm cái nhân vật để mà cầu thủ để mà xây dựng cái đội hình xoay quanh những cái nhân vật chính đó, những cái cầu thủ chính đó em nhé. Ở đây thì chúng ta có thể là xoay quanh cái cầu thủ mà anh em nạp đầu với cái điểm là 89. Anh em có thể xoay quanh cái cầu thủ này. Và khi đó thì chúng ta sẽ cho cái cầu thủ nạp đầu lên trước nhá. Đây là mình lấy ví dụ thôi nha. Còn lại thì có thể là anh em gacha ra được những cái cầu thủ phẩm nó cao hơn, xịn hơn thì anh em có thể là xoay quanh cái cầu thủ đó. Điển hình ở đây thì mình sẽ xoay quanh cái cầu thủ với cái phẩm 89 này. Mình cho cái cầu thủ với cái phẩm 89 này lên trước, sau đó thì mình sẽ cho những cái cầu thủ khác vào để mà nó kích được duyên. Nó kích được duyên. Ở đây mình có một cái cầu thủ phẩm 88 nhưng mình cũng không cho vào, tại vì là
khi mà cho vào cái vị trí xem này thì nó lại không kích được duyên mà nó chỉ kích được một thôi, nó giảm cái lực chiến của mình khá nhiều. Đấy, tuy là phẩm cao nhưng mà duyên nó ít nên là mình sẽ không cho vào. Đây cũng có một cầu thủ xem nữa là và nó cũng không kích được và nó giảm đi cái độ ăn ý này. Độ ăn ý này cũng rất là quan trọng để mình có thể là đá được cái trận đấu nó hay nha. Nên là mình vẫn quyết định cho cái cầu thủ CM 85 để mà nó kích được 3 duyên. Đấy. Anh em có thể là click vào từng cái vị trí của cầu thủ để mà lựa chọn cái cầu thủ cho nó phù hợp. Cứ cầu thủ nào mà kích được duyên với các cái cầu thủ chính ở trong cái đội hình của anh em thì anh em hãy cho vào. Đấy là cái vấn đề về việc mà anh em xây dựng cái đội hình, xây dựng cái trận đấu cho nó phù hợp. Ngoài ra thì ở đây có các phần kỹ năng đội trưởng. Kỹ năng đội trưởng ví dụ như là đội trưởng ở đây là Van Dijk chẳng hạn. Đội trưởng này thì nó sẽ có một cái kỹ năng. Đây, có một cái kỹ năng ở đây. Đó là đâu mất rồi, ăn ý toàn đội trên 20 năm này, toàn bộ thuộc tính cộng 8%. Em có thể là đổi ở cái đội trưởng. Đấy là tùy anh em, anh có thể là đổi đội trưởng nhá. Ở đây nó có một cái phần nữa, đó là cái phần chiến thuật. Cái chiến thuật này thì anh em sẽ phải, ở đây nó có những cái yêu cầu này. Hoàn thành thử thách siêu sao chương 3 mở được này. Thì anh em sẽ cố gắng là đi cái phần thử thách siêu sao để mà mở được cái chiến thuật và ép cái chiến thuật vào để tăng cái sức mạnh, tăng cái chất lượng cho cầu thủ và cái đội hình của anh em. Đấy là cái yếu tố nhỏ nhỏ để mà giúp anh em có được cái đội hình nó ok nhất. Ngoài ra thì cái yếu tố chính vẫn là cái yếu tố mà anh em nâng cấp cái cầu thủ. Ở đây nó sẽ có những cái dạng nâng cấp gồm tăng cấp cầu thủ. Nhiều anh em không tăng cấp đâu, nhiều anh em không để ý phần này đâu, nên là có những cái cầu thủ phẩm rất là cao nhưng mà nâng cấp chưa ra gì nên nó yếu lắm. Chúng ta sẽ có thêm cái phần đó là đột phá. Cái này thì chúng ta gacha ra trùng, quay x10 ra trùng, chúng ta có thể là nâng sao lên được này. Cái phần huấn luyện này và cái phần tăng cấp cầu thủ là hai cái phần rất là quan trọng. Huấn luyện là quan trọng nhất, nó sẽ giúp anh em tăng cái bậc của cầu thủ lên và nó sẽ giúp anh em tăng những cái thuộc tính của cầu thủ, tăng cái sức mạnh của cầu thủ và từ đó để tăng cái sức mạnh cho cái trận đấu, cho cái đội hình của anh em. Cái này thì chúng ta có thể là sử dụng tính năng quét và chúng ta sẽ dùng cái thể lực để mà nâng cấp và đi quét ép vào. Cái này thì nó còn tùy vào cái level, nó yêu cầu ví dụ như là để mà lên được cái bậc 3 này nó yêu cầu cái level là 30 chẳng hạn. Hay là 25 hay là 28 gì đó. Thì chúng ta phải lên được cái level của cái con ác của anh em thì khi đó chúng ta mới có thể là nâng bậc lên được. Và hiện tại thì mình đang cho các cái cầu thủ lên dần tất cả lên bậc 3, lên cộng 3 hết. Đấy. Thì nhiều anh em hỏi là vì sao mà lên cái level của con ác nhanh vậy? Thì anh em có thể là dồn toàn bộ cái thể lực vào cái phần đi huấn luyện các cái cầu thủ. Anh em có thể là mua toàn bộ cái phần mua thể lực ở đây. Mình đã dùng toàn bộ số lượng kim cương mình có để mà mua toàn bộ thể lực. Nhưng mình không dùng kim cương để mà đi gacha cầu thủ đâu. Đấy, chính vì thế là cái đội hình của mình hiện tại đang sở hữu cho mình hơn 200.000 cái sức mạnh. Đào tạo cầu thủ thì mình không nhớ là level bao nhiêu nó mở nữa. Nhưng mà nó cũng sẽ giới hạn cái level. Ví dụ như là để mà lên được cái bậc 2 chẳng hạn thì chúng ta cần phải lên được cái level 30 và chúng ta sẽ cần những cái thẻ đào tạo. Thẻ đào tạo này thì nó sẽ có rất là nhiều cách để kiếm. Thì anh em có thể là click vào phần dấu cộng này để mà kiếm những cái thẻ đào tạo giúp tăng cái chỉ số của cầu thủ và tăng cái sức mạnh của cầu thủ, tăng cái sức mạnh của đội hình anh em. Đấy. Cái tài năng này thì lên cái level 35 này mới mở cơ. Còn lại thì chủ yếu tập trung vào cái phần đi huấn luyện là chính nhá. Đó thì anh em lưu ý cho mình. Game này có cái hay ở cái chỗ là cầu thủ của chúng ta, ví dụ như là anh em nỡ nâng cấp một cái cầu thủ với cái phẩm 82 này chẳng hạn, bảo nó chết rồi, lại gacha được cái cầu thủ ở cái vị trí CB này chẳng hạn mà nó lại phẩm 88 chẳng hạn, mình muốn thay thế cái phẩm 82 này thành 88 thì nó có bị mất toàn bộ cái nâng cấp hay không, hay là chúng ta phải nâng cấp lại từ đầu? Thì câu trả lời đó là nó sẽ dựa vào cái nâng cấp của cái cầu thủ cũ đó để mà nó cho vào để nó thay thế, nó nâng cấp cái cầu thủ mới anh em nhá. Nó sẽ không mất đi đâu mà nó sẽ thay thế sang cầu thủ mới. Chính vì thế là chúng ta cứ nâng cấp thoải mái. Đấy, nâng cấp thoải mái anh em không phải lo nhá. Ví dụ ở đây cầu thủ này đang cộng 2 chẳng hạn. Là mình muốn cho cái vị trí CB lại không? Cái vị trí 85 là chẳng hạn. Đây, cái địa phẩm 85 là đang cộng 2 đúng không? Ví dụ như là anh em cho một cái cầu thủ mới phẩm cao hơn vào thì chúng ta vẫn giữ được cái cộng 2 đó và nó sẽ vẫn là level đấy, vẫn là cái level của 28, nó không mất đi anh em nhé. Nên anh em cứ thoải mái mà nâng cấp để mà đấu đá cho nó sướng nhé. Đó thì đấy là toàn bộ những cái lưu ý về cái việc mà anh em có thể là xây dựng cái đội hình.
cái độ ăn ý này, cái độ ăn ý của cầu thủ này nó dựa vào cái giải đấu. Ví dụ như là ở trong cái trận đội hình của anh em mà nó có ba cái cầu thủ cùng ở cái giải ấy, thì chúng ta có thể là kích được cái độ ăn ý của cầu thủ đấy, thì anh em có thể lưu ý cái phần này cho mình. Đây, độ ăn ý ở đây nó ghi là cầu thủ có thể là sở hữu độ ăn ý tối đa là level 3 thêm các cái cầu thủ có cùng quốc tịch hay là giải đấu để tăng cái độ ăn ý đấy, nó ghi rõ ở đây cho anh em rồi nha. Trong cái phần đội hình này thì mình đang sử dụng một cái cầu thủ của Việt Nam, đây chính là cái cầu thủ của Việt Nam chúng ta. Đấy, cầu thủ này thì anh em không có lạ gì nữa rồi à, khi mà mở cái đây nó mở cái tính năng đó là đường tới vinh quang thì nó sẽ cho anh em lựa chọn một trong ba cầu thủ và anh em sẽ phải nâng cấp cái hạng của cầu thủ lên để mà tăng cái sức mạnh của chính cầu thủ đó. Cái cầu thủ Việt Nam này thì mình đã nâng cấp lên được một sao và ở đây thì nó cũng đã kích được cái độ ăn ý của cầu thủ lên mức 3, nên là hiện tại thì cũng chẳng thay thế được ai cả. Tuy là có những cái cầu thủ với cái phẩm nó cao hơn nhưng mà thay thế vào thì nó lại không có ăn ý. Chính vì thế là nó giảm cái lực chiến khá nhiều và nó cũng giảm cái sức mạnh của đội hình rất nhiều. Nên là bây giờ chúng ta có thể là nâng cấp cái cầu thủ Việt Nam đó trong cái phần đường tới vinh quang. Cái này thì nó hơi mất thời gian một tí nên em có thể là chịu khó. Và nếu mà anh em là quan tâm cái vấn đề là nâng cấp làm sao cái phần đường tới vinh quang này nó hợp lý nhất thì mình cũng sẽ cố gắng có một cái video cho anh em. Nếu mà anh em nào quan tâm thì có thể là comment phía dưới giúp mình nhé. Bây giờ thì anh em hãy cùng mình xem một cái trận đấu. Hãy cùng xem với mình một cái trận đấu nha. À, ở cái phần cầu thủ này. À không ạ, đúng nhỉ. À, nó ở cái phần bộ sưu tập, đó là BTS cầu thủ. Ở đây thì nó sẽ ghi là cái phần kích hoạt. Và khi mà anh em kích hoạt cái cầu thủ ấy thì chúng ta có thể là nâng cái giá trị. Đấy, toàn thể sức mạnh tổ chức cộng 30 hay là toàn thể thể lực cộng 40 này. Chúng ta có thể là kích hoạt hết toàn bộ những cái cầu thủ có thể kích hoạt ở đây để mà tăng cái lực chiến, tăng cái chỉ số của đội hình. Tuy thế thì chúng ta sẽ cần phải có những cái thẻ với lại những cái mảnh của cầu thủ nữa. Đây, thẻ kích hoạt BST với lại cái mảnh cầu thủ. Đủ cái yêu cầu của nó để nó cho anh em kích hoạt. Đấy, và nó cũng sẽ tăng cái chỉ số, anh em lưu ý này. Đấy, phần này rất là quan trọng nha. Bây giờ thì anh em hãy cùng mình xem một cái trận đấu của mình ở trong cái phần so tài để cho anh em xem cái đội hình của mình đấm đá là sao. Nó đá đấm như thế nào, nó sướng hay không. Nếu mà anh em thấy video của mình còn thiếu sót và sai sót ở đâu thì anh em hãy comment bên dưới để mình hoàn thiện hơn ở những video tiếp theo nha. Anh em có thể là chia sẻ cái đội hình của anh em với cái sức mạnh, với những cái cầu thủ xịn sò nhất ở dưới phần comment của video này, để mà chúng ta cùng bàn luận về cái tựa game. Con game này nhìn vậy mà chơi quấn phết, và nó phù hợp với những cái dòng máy yếu, dòng máy tầm trung nên chơi nó khá là mượt, khá là ổn. Ở những cái ngày đầu thì game nó mới ra mắt nên đông người chơi quá nên server nó có vấn đề thôi, chứ còn bây giờ là chơi rất là ngon rồi và chơi cũng khá là cuốn. Đây là cái con game bóng đá đầu tiên mà mình thấy nó cuốn như vậy. Tại vì từ trước đến giờ thì mình ít khi chơi với game bóng đá lắm. Vì là game bóng đá toàn đa số là game bóng đá quốc tế thôi, với bóng đá Hàn Quốc thôi, nó toàn là tiếng nước ngoài nên là không thích chơi. Nhưng mà có tiếng Việt này thì chơi cũng sẽ khá là cuốn, khá là hay.